Chị hai, em là em trai chị. Chị hai, Triết, Triết phải không em? Chị hai, em trai của chị đây sao? Em đã lớn như vậy rồi sao? Chị hai, cuối cùng thì em cũng đã tìm được chị rồi. Tìm em, nhưng bây giờ mà tình cờ gặp em ngoài đường, chắc chị cũng không nhận ra được. Bởi vì trong suy nghĩ của chị, em Triết của chị vẫn còn bé bỏng như ngày nào. Em cũng vậy mà. Chị hai, em không ngờ chị hai em quen rất là đẹp. Chị có biết đó, là em nhớ chị nhiều lắm không? Chị cũng vậy. Chị rất nhớ em và gia đình. Chị đi tìm em khắp nơi. Chuyện của chị, em gặp được không? Con trai là không được khóc. Tốt rồi, chị em mình gặp được nhau là tốt lắm rồi. Em trai của chị, anh Trung ơi, em đã thực hiện được lời hứa đối với anh Trung. Em chỉ thay đổi bên ngoài thôi, chứ tâm hồn em thì không thay đổi một chút nào hết. Cũng rất là tinh nghịch. Còn cái tật lười biếng thì không biết là còn nữa hay không. Chị có mới nói nghe, em lười biếng hồi nào chứ? Có cần chị nhắc không đây? Chị nhớ cái hồi mà em còn đi học, ở trường cô giáo kêu em viết một bài tập làm văn tả về ông của em. Thế là em về nhà lấy sách văn mẫu ra, nhưng mà trong đó chỉ có bài văn chị của tôi. Thế là em chép nguyên si bài văn đó vào tập làm văn của em. Em sửa mỗi chữ chị thành chữ ông. Thành ra cái bài văn của em là, để chị nhớ coi. À, ông của em rất là dễ thương. Hằng ngày ông đều mặc váy hoa nho nhỏ. Tóc ông lúc nào cũng bím hai bên rất là đẹp. Chính em đã kể cho chị nghe là cô giáo của em á đã đọc bài văn tuyệt tác đó trước lớp, và chị có thể tưởng tượng được cái mặt của em lúc đó là thế nào rồi. Trời ơi, cái đó là một sáng tạo rất thông minh mà. Chị nghĩ đi,
Em đâu có ông đâu mà miêu tả được đúng không? Còn chị nữa, làm gì đâu mà suốt ngày tranh giành bắt này em không à? Chị còn nhớ không, hồi xưa á, lúc ba mua cái tivi để cho em xem phim siêu nhân á, chị cũng không nhường em nữa. Chị nhớ chứ, chị vẫn còn nhớ tất cả. Chị hai, nếu như không có cái ngày trong bão đó thì có lẽ gia đình của mình bây giờ rất là hạnh phúc, và chị em mình chắc chắn sẽ không phải sống trong những ngày tháng hận thù và phải chất chững tìm nhau như vậy. Chị nghe chú Kỳ nói em đang sống trong một gia đình rất là tử tế, họ yêu thương em lắm phải không? Vậy còn chị, trong bao nhiêu năm qua cuộc sống của chị như thế nào? Chuyện của chị dài lắm, để khi nào có dịp chị mới kể cho em nghe. Nhưng mà để có ngày hôm nay, để chị em mình có thể gặp được nhau, thì điều đó chị thật sự biết ơn một người. Có phải người đó là xấu không? Đúng, anh sống đã cứu sống mạng chị, chị nợ anh ấy cả kiếp này. Chị có thể nói nếu như không có anh sống thì chị em mình không thể nào gặp lại nhau được. Dương, chú Kỳ, trước khi ba cô mất, cô trao lại cho những kỷ vật này, dự định tới ngày sinh nhật của bé Trinh, Dương sẽ trao kỷ vật này lại cho các con và kể cho các con nghe câu chuyện của ba con. Nhưng mà không ngờ bi kịch đó đã bất ngờ xảy ra thêm một lần nữa, đã khiến chúng ta thất lạc nhau. Nhưng không bao giờ quên được những chuyện đó. Không bao giờ quên các con. Dương hứa trước vong linh của ba con, khi nào Dương còn sống, Dương hứa sẽ tìm được hai con. Khi Dương gặp được An Bình, Dương rất vui. Và Dương định đưa kỷ vật này cho An Bình, nhưng mà An Bình có tâm trạng không ổn. Dạ, con cũng không tin tưởng Dương. Hôm nay hẹn gặp hai con ở đây, Dương có thể yên tâm trao lại rồi. Hai con hãy nhận lại nó đi. Bây giờ được chôn cất ở đâu chứ? Hải cốt của ba con ở một ngôi chùa sát biên giới,
chị em con mang ơn chú nhiều lắm. Dượng à, con cũng cảm ơn Dượng. Con đã biết mình sai, Dượng cho con xin lỗi nha. Không sao đâu. Người mà hai con cần cảm ơn chính là ba mẹ của tụi con. Họ đã rất hiển linh, đã giúp cho tụi con có ngày trùng phùng này. Dượng ba, hai chị em con muốn trở về căn nhà cũ năm xưa. Nhất định rồi, chúng ta sẽ quay trở lại đó một ngày gần đây. Ngôi nhà đó đã trông chờ hai con từ lâu lắm rồi.